Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Châu Đại Dương. Thì hôm nay Châu sẽ xuống nhà bốn bà cháu ở giữa cánh đồng dưới ấp Xà Đo, thị xã thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì đây là con đường dẫn vào nhà của bốn bà cháu đây. Lúc trước thì cái đường này nó cũng thấp à, nhưng mà bây giờ người ta nâng lên và đang làm đường này, tại vì cái đường này hay bị ngập lắm. Đường đi vô nhà bốn bà cháu rất là khó khăn nha, nên không phải ai đi cũng được đâu, với lại nó cũng khó tìm, nó nằm tuốt ở trong sau cái con hẻm này nè, sau đó phải băng qua ba bốn cánh đồng mới đến được cái nhà của bốn bà cháu. Ở đây người ta mới gặt lúa xong nè. Đó, bây giờ mình phải đi đến cái cuối con hẻm này để gửi xe nè, gửi xe nhà người ta. Đó, nhà có cây me đằng trước này. Cho con gửi xe nhà xíu nha con. Dạ. Con vô con thăm bốn bà cháu một xíu. Dạ dạ. Đây mình phải gửi xe nhờ nhà bên cạnh. Bây giờ mình gửi xe ở đây mình. Dạ. Dạ khỏe, con khỏe chứ? Dạ. Con ở quê mới vô, rồi mới chạy đi vòng vòng thăm lại mấy bà con. Dạ. Dạ. Không biết bốn bà cháu dạo này sao rồi? Bình thường. Bình thường hả con? Dạ. Rồi để xe đây xíu nha con. Rồi cảm ơn con. Dạ. Dạ. Bên đây nhà cô này nuôi bò, với lại mình cũng hay lên xuống nhà của bốn bà cháu á, nên cô biết mình. Đó các bạn thấy không, phải gửi xe cuối con hẻm, sau đó mới bắt đầu đi bộ vô nữa. Đó, ở bên phía tay phải này, phía tay phải của cả nhà này là một nơi tùm á. Ở trong cái nơi tùm đó là nhà của bốn bà cháu đó. Con đường đi học của mấy đứa nhỏ là đây như thế này. Trời mưa hay là nước lên á thì là sắn quần lên và lội qua những cái cánh đồng này để đi đến trường. Khi mà lúa trổ ra thì rất là đẹp, nhìn rất là đẹp vậy thôi chứ con đường rất là dân nè. Đó. Phải qua một cánh đồng, hai cánh đồng, ba cánh đồng mới đến nhà. Bốn bà cháu thì thường đi bắt cá dưới đồng nè để về làm bữa ăn. Tuy nhiên bây giờ vào mùa khô rồi nên chắc cũng không có đi bắt cá được. Mình quay trở lại nhà bốn bà cháu, chắc là bốn bà cháu rất là bất ngờ, rất là vui nè. Tại vì đợt trước Tết cô Đạt á hay gọi điện cho mình lắm, gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Tuy cô ít nói nha, nhưng mà cô gọi điện hỏi ăn cơm chưa, dạo này sao rồi. Ngày nào cũng gọi nhưng mà chỉ nói hai câu đó thôi. Đây, cánh đồng lúa khá là đẹp. Đợt trước mình đi vô đây thì nước ngập, phải xách dài và lội bộ vô, lội nước vô. Chắc chưa có ai phát hiện mình đến đâu, không biết có ở nhà không nữa. Ở đây là mênh mông luôn nè, bốn bà cháu sống giữa cánh đồng à.
Cô Đạt thì cũng hơi khờ. Rồi đến chị con của cô Đạt là chị gì ta? Tự nhiên mình quên mất. Thì chị ấy cũng khờ. Rồi đến hai đứa nhỏ thì hai đứa nhỏ cũng dại lắm, chưa có biết gì hết á. Cái kè phát hiện mình rồi kìa. Phát hiện rồi bắt đầu chạy ra nè. Bé lớn là bé Thảo, bé nhỏ là bé Tiên. Đợt trước là bán tre hết nè, tre nguyên xung quanh là bán hết. Hello mấy đứa, biết còn nhớ chú luôn hả? Trời ơi tưởng quên rồi chứ. Trời ơi, bé Thảo dạo này giống siêu mẫu rồi luôn á. Trượt ba tin hả? Có tiền trượt luôn hả? Trời ơi. Nhà bốn bà cháu không có gì chứ nhất định phải nuôi chó này, nuôi gà này, nuôi mèo, nuôi thỏ. Nói chung là nuôi nhiều thứ lắm. Đôi khi lại bán chó để lấy tiền ăn luôn các bạn. Con này là mới nuôi đây hả bé Thảo? Dạ. Con chó này nè là mới nuôi hả? Chào cô đẹp. Chào chị. Có nhắc luôn hả? Nhắc không? Nhìn cái bờ lá lốt nè, lá lốt rất là tươi tốt luôn. Lâu quá mới quay trở lại nhà của cô đẹp ha. Cô đẹp còn nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ không? Nhớ, nhắc hoài gì? Nhắc hoài hả? Ừ. Nhắc làm sao? Mất tiêu rồi không thấy lên. Mất tiêu đâu không thấy lên hả? Ừ. Rồi dạo này đâu có thấy cô đẹp gọi cho con nữa đâu. Chú nhìn này. Sủa. Bé Thảo còn đi học không? Dạ, tháng 8 này con mới được đi học lớp 6. Tháng 8 này là lên lớp 6 hả? Ừ. À. Tại gì? Thả nó xuống đi. Ừ. Bé Tiên còn đi học không? Dạ con. Bé Tiên học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1 hả? Chạy đâu vậy? Chị An đúng rồi, em nhớ rồi. Chị An dạo này còn đi làm chị An? Không hả? Ngồi đây là cái nhà của mấy bé chó đây hả? Đó, đây là chị An nè. Chị An là con của cô đẹp. Bên này là cái nhà cũ nè. Còn bên kia là cái nhà tình thương, do mấy cái đoàn thể công ty rồi người ta ủng hộ tài trợ để xây dựng. Hôm nay mấy cái chuồng vịt có nuôi nhiều không? Cái đó là mới, cái chuồng là mới làm đúng không cô đẹp? Dạ. Sao? À, người ta xịt lúa hả? Xịt thuốc hả? À, xịt thuốc cái dịch gà nó chết. Tới mùa mà người ta xịt đó, cô đẹp đừng có thả ra. Ừ. Thả ra là nó đi, người đồng nó ăn là nó trúng thuốc là nó chết á. Bỏ thuốc nó chết, biểu ăn bà mùi cà. Không phải người ta bỏ đâu, mà là do mình thả, mình có thả không? Mình thả ra ăn vào đồng, ăn luôn bà, khỏe chết. Dạ hả? Mấy con chết, 25 con. Năm nay đâu có ăn Tết đâu, đâu có gì ăn, mày ăn luôn. À, năm nay không có ăn Tết luôn hả? Không có gì ăn luôn. Ừ. Cầu hư cũng chưa tiền cầu rồi, cái bồn cầu hả? Cũng hư đó. Vậy bây giờ mình đi, mày xin ở đâu tắm rửa sao? Tắm của tắm cầu của hồ cầu đâu mương đâu phải? Cầu là ra người mương. Ừ. À. Cô đẹp bây giờ đi đâu đây? Xách xe đâu đây? Dẹp cắt. À cắt hả? Ừ. Mẹ ơi, con kiếp của con nó bị quẹt trong ngõ rồi. Bé Thảo vô đây coi. Đi đâu ra đó? Rồi vô đây chú chào hỏi nè. Sao dạo này gầy vậy? Hả? Tại vì con đi trượt, ba tin mới trượt. Sao đi trượt? Có tiền đâu mà trượt?
Bà ngoại của mấy đứa nhỏ này nè là đi bán vé số. Dạo này có đẹp còn đi bán vé số không? Mới về tức thì hả? Một ngày cô đẹp bán nhiêu tờ? Bán 50 thôi. 50 tờ. Còn bé Thảo? Bán vậy luôn. Bé Thảo cũng đi bán vé số hả? Ừ. Con bán bán mau lắm hả? Bé Thảo bán cũng 50 tờ hả? Ừ. Rồi Thảo bán 50 tờ là lời được bao nhiêu tiền nè? 50 ngàn. À, 50 tờ là lời 50 ngàn. Rồi chị An, chị An dạo này có đi làm không? Không. Sao không đi làm nữa hả? Không. À, lúc nào cũng không có hàng hết á. Mấy tiền thả xuống đi, đừng có xách chân nó nữa. Đó, à, mấy bà cháu là thường tập trung ngủ ở đây nhiều hơn, sinh hoạt ở đây nhiều hơn này. Cái đợt gần Tết rồi có ai cho quà bánh gì không? Cho ít. Cho ít hả cô đẹp? Ừ. Đâu, vô mở cái kho ra coi thử coi. Mở cái kho ra. Gạo nè, gạo mì rồi. Mì có. Chứ cái gì đây? Gạo không hả? Nhiều không? Nhiều đây hả? Ừ. Nhiều đây chắc ăn cái năm mới cô đẹp không? Ừ. Bây giờ là đi bán vé số rồi, kiếm tiền mua cá, mua đồ ăn thôi ha. Ừ. Còn gạo là có rồi ha. Ừ. Cầu hư rồi, không có tiền sữa rồi. Cầu hư hả? Đâu ra ăn coi thứ con. Chú bé tiền dẫn vô chầu ra coi đi. Ừ. Bóng bà cháu cái cầu bị hư rồi, bây giờ làm sao? Có kêu ai sửa không cô đẹp? Ừ. Nó hư làm sao? À. Nó lủng rồi hả? Dạ bây giờ kêu thợ đi. Có kêu được không? Có kêu thợ được không? Kêu rồi mà chưa xuống. Kêu rồi mà chưa xuống hả? Là bây giờ gọi điện hối người ta xuống người ta sửa. Sửa xong đưa tiền cho người ta. Có hỏi người ta nhiêu tiền không đẹp? Không biết hả? Bé Tiên học có giỏi không? Dạ. Còn bé Thảo? Đâu? Là hôm nay nhà cô đẹp nuôi vịt nuôi gà nhiều dữ không? Gà to ghê luôn. Gà to, vịt to ghê luôn. Một xíu cho chú Châu con mang về thành phố nha. Thôi chú Châu nó giỡn đó. Đó, các cái vườn tre, vườn trúc ở đây nè. Lúc trước cô đẹp bán hết nguyên khu này luôn. Được 2 triệu đồng mà. Rất là rẻ. Sao? Bốn bà cháu đứng đây chụp hình cái nè. Rồi đứng vô chị An ơi. Đứng vô chụp hình nè. Đấy với Thảo nhìn đây. Đây con đẹp ơi. 1, 2, 3 Thảo nhìn đây. 1, 2, 3 Rồi ok. Đẹp rồi. Bé Thảo đi học được học sinh gì Thảo? Mấy. Thảo. Dạ. Được học sinh gì? Rồi chắc bây giờ học mà yếu hơn ngày xưa rồi. Lo đi làm, đi bán vé số mà ngoại biết bỏ học rồi. Đúng không? Con không có bỏ mà. Chứ làm sao giờ được học sinh gì? Ủa sao tháng 8 người ta đi học hết rồi mà, hay là mình học online? Vậy giờ sao? Tháng 8 mới đi học, tháng 8 trường đó, trường cấp 2 nó mới vô tụ trường. Trường cấp 2 là tháng 8 mới tụ trường hả? Còn trường cấp 2 mấy bạn cũng đi hết rồi mà tại cũng vô trễ. Ủa vô trễ là sao, nói chú nghe coi. Vô đây nói chú mới nghe được. Vô đây, nhanh lên. Sao học trễ là sao? Qua Tết là bắt đầu đi học lại rồi mà. Trời ơi, còn bạn nó còn số chưa đi học hết. Tức là một số học online đúng không? Nhưng mà mình không có điện thoại để học online đúng không? Đúng không, Bé Thảo? Dạ đúng rồi.
À, thì ra là vậy. Chứ đâu phải là tháng 8, tháng 7 gì, tháng 6 gì mới tự trường. Mà là do học online rồi. Bé Thảo không có điện thoại để học online đúng không? Bé Thảo hiện tại là đang học lớp 5 đúng không? Không, con lên lớp 6 rồi. Lên lớp 6 là chuẩn bị lên lớp 7 hả? Phải lớp 6 không? Năm nay chuẩn bị vô lớp 6 nè. Chuẩn bị vô lớp 6 mà. Tại hôm bữa mấy bạn con vô lớp 6 hết rồi, còn con ở đây nữa. Tại mày vô thì mai đồng phục. Rồi giờ có thuốc chạy rồi mày. Trời ơi, học gì mà thấy rối vậy trời. Là cuối cùng bé Thảo học lớp mấy? Lớp 6. Lớp 6. Nhưng mà hiện tại là chưa từ Tết đến giờ chưa đi học lại hả? Dạ. Là do học online mà mình không có điều kiện để học hả? À, thì ra là không có điều kiện để học, tức là máy tính rồi điện thoại để học trực tiếp online á. Nhà cô đẹp thì điều kiện không có, sống ở vùng sâu. Nếu như có điện thoại thì phải có mạng này kia rồi mới học được. Với lại nhà thì không ai rành công nghệ cả, nên cũng rất là khó trong cái việc học của mấy đứa này. Mùa dịch thì cũng không biết bao giờ mới ổn lại. Chị An là lâu nay ở nhà và ngoài hả? Chứ có làm gì đâu. Chứ có làm gì đâu. Được trước nghe nói đi làm cái gì đó mà. Hết hàng không có hàng. Ở nhà có đẹp là vậy đó các bạn. Ai cũng giống mà. Đó. Sao vậy? Nấu cơm chưa? Nhà mình nấu cơm chưa? Đâu, hôm nay nấu cơm cái gì vậy? Cô đẹp. Thịt heo. Thịt heo hả? Ngon dữ trời. Ở đây chắc nhiều người xem thì cũng sẽ thắc mắc tại sao nhà không có đàn ông. Thì trước kia thì cô đẹp cũng có chồng đúng không? Cô đẹp. Nhưng mà sau này là kết thúc. Thì có chị An. Rồi sau chị An thì tiếp tục có hai đứa nhỏ. Nhưng mà ba của hai đứa nhỏ này thì cũng không có biết mặt được. Thôi đi lên nhà đi. Đi lên nhà cô đẹp. Lên lên. Chắc ở đây ăn cơm luôn quá cô đẹp. Được không nhờ cô đẹp? Nè nhà cô đẹp nuôi chim này, nuôi chó này, nuôi gà, nuôi vịt. Đợt trước là nuôi gì? Con thỏ nữa đúng không? Thỏ chết hết rồi. Thỏ chết hết rồi hả? Ừ. Dạ. Con nuôi chó là để cho nó vui nhà vui cửa, đừng có bán nha. Ừ. Con ngoại con bán. Mà mình nói vậy thôi chứ ai hỏi mua là cô đẹp bán hết à. Đâu vô lấy sách vở cho chú Châu coi thử. Bé Tiên sách vở đâu? Nè nè. Rồi lấy ra chú Châu coi thử. Mạnh lên. Đây là cái nhà bên cạnh đây, nhà tình thương nè. Nhà tình thương của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai CN An Đạt. Đâu? Rồi. Toán lớp 1 nè. Bé Tiên biết tính chưa? Biết tính cộng chưa? Biết rồi hả? Giỏi dữ. Bé Thảo đừng có mua đồ chơi bậy bạ nè, không có tiền nè. Bà ngoại không có tiền rồi mà. Mỗi ngày bán được 50 tờ giấy số là lời được 50 ngàn chứ mấy. Thấy ngày nào cũng đi trượt ba tinh vậy mà. Một tuần mình đi một lần thôi. Một tuần đi một lần hai lần thôi. Chú Châu biết trượt ba tinh không? Chú Châu biết chứ.
Mỗi lần trượt là hết nhiêu tiền? Con trượt miễn phí mà. Miễn phí luôn hả? Buổi chiều cô đẹp có đi bán không? Không, đi bán sớm mai thôi hả? Ừ. Dạ. Hồi Tết là nhà mình có ai vô thăm chơi gì không? Có bà con gì không? Sao có đẹp? Sợ hả? Ừ. À. Cô đẹp chích vaccine chưa? Uống thuốc không hả? Uống thuốc thôi hả? Ừ. Không có chích vaccine hả? Không. Con này con chích rồi. Chích chưa? Rồi, chị An có chích không? Không chích luôn. Ừ, biết tiền vẽ đẹp á. Đâu? Gì dữ dằn chưa? Em con vẽ xong rồi, con yêu quá. Con dạy mày. Con mới dạy mày. Đó, cô đẹp thì như thế này. Cô đẹp rất là ít nói luôn. Trời ơi, mày ăn chạy nữa đi. Chạy nữa đâu. Má, ăn xài tốt, ăn xài cái gì? Ăn xài tốt. Ăn xài á. Hôm nay ghé thăm nhà của cô đẹp nha. Rồi cô đẹp có mong muốn gì không? Cô đẹp muốn có tiền làm vô bán chú nữa. Không có chú, muốn cầu, không có tiền cầu. Cháu kêu đâu có tiền xả thôi. À, mong muốn là có tiền để bán vé số. Với lại gì nữa? Làm cầu tiêu của tiêu. À, có tiền để sửa lại cầu tiêu. Rồi có gì nữa cô đẹp? Chừng đó thôi hả? Vậy thôi, con có chút ít nè nha. Chút ít là con gửi nha. Cũng không có nhiều. Dịch khó khăn quá. Lâu nay con không có đi làm. Nên cũng không có tiền. Đây, có bao nhiêu cho bao nhiêu nha. Rồi, đây con gửi cô đẹp nha. Gửi cô đẹp chút ít đó. Được không? Được. Nói cô đẹp là thật thà lắm các bạn. Nhà này là ai cũng thật thà hết á. Thiệt à? Gì vậy hả? Ăn xài không đi. Rồi bye bye nha. Bye bye. Khi nào gặp lại nha. Bé Thảo đang học nha. Bé Thảo học lớp 5 rồi chứ mấy, đâu có lớp 6 đâu. Đưa sách đâu chứ chú Châu coi thử này. Lớp 6 mua rồi hả? Ủa sao mà học vượt trội chứ vậy hả? Chưa là lớp 6 mà mua học lớp 6 rồi. Con cũng lo rồi mà cả con vô trễ chú cho không biết đâu. Phải không ta? Không tin. Cái đại mày chưa có tiền mai đồng phục nữa, thấy gì đâu tiền không? Mai đồng phục nữa hả? Nhà trường có miễn giảm gì không? Mình lấy bộ giờ lớp 6 chú cho chú coi kìa. Nghe không? Dạ thôi được rồi. Cho bé Thảo tự nó học đi. Cố gắng là được nha, cố gắng lên. Có số điện thoại chú Châu rồi cái gì? Dạ. Có gì gọi nha. Dạ. Có gì kêu mẹ nè. Bà ngoại nè. Thôi cả nhà nấu cơm ăn trưa đi. À, bye bye nha. Bye bye. Bye bye chị An nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye cô đẹp nha. Ừ. Có lời nào nói nữa không? Không. Bé Tiên muốn lớn lên làm gì bé Tiên? Tiên. Làm gì? Em nói chú chứ. Làm gì? Làm nghề gì con? Làm nghề gì? Em nói chú chứ. Làm nghề gì chị An? Cô giáo. À. Bé Tiên là lớn lên là làm nghề cô giáo. Còn bé Thảo là kinh dài chạy rồi. Gì? Đi ơi. Con học bài gì mà bữa nay con không học bài được, sao mà vô nhà ăn lợp cho con được. Chứ không chưa? Đó, mẹ An kêu vô học bài kìa. Gì? Con vô học bài với mẹ. Giúp bài vô nhau, con mới lợp cho con.
Chị An chị cũng ít nói lắm, chị ít có nói, nhưng mà về việc học là chị cũng hay nhắc hai đứa đi học rồi á. Chị được cái là nhắc mấy đứa học nè. Chị An biết chỉ cho mấy đứa nó học không? Biết chị An biết cộng biết từ gì không? Không. Không hả? Trời nào có học đâu. Dạ hả? Không. Sao? Chú chụp qua tim mình là mấy bánh, bốn bánh hay là ba bánh?